tên gì và đang sống ở đâu, xin anh Thái nhắc trước. Tôi tên là Thống Văn Thái, hiện tại sống ở quận Cam, thuộc thành phố Garenro. Tôi là Nông Văn Hình, hiện nay đang sinh sống ở quận Cam, Warren County, thuộc thành phố Bình Tân. Tôi được biết là hai anh trước đây đã từng đi lính biệt kích mà trong cái toán gọi là biệt kích mà spy, tức là những người mà đi lấy những cái tin tức tình báo, gọi là tình báo biệt kích ấy. Thì xin anh Thái cho biết là tình báo biệt kích là cái gì cơ? Tình báo biệt kích của chúng tôi nó có nhiều nhiệm vụ, cũng có những nhiệm vụ những toán được gọi là xâm nhập cơ sở, thiết lập cơ sở trong vùng địch, và cũng có những toán xâm nhập để mà như tình báo chiến trường để quan sát từ chiến trường, tùy theo những tình hình nó thay đổi trong cuộc chiến. Thưa anh, thì anh được huấn luyện như thế nào và huấn luyện bao lâu ạ? Dạ, thời gian đầu thì tôi được gọi vào thuộc huấn tại trung tâm quân báo Cây Mai 8 tháng. Sau 8 tháng thì ra được đi hành quân 5 lần, đi thực tập, đi hành quân với các đơn vị, các ông thượng sĩ thời Pháp. Bây giờ thì 5 lần hành quân của bên Phước Thành, với viện quân, địa phương quân và sư đoàn 5. Sau đó về thì bắt đầu mới được gắn non chuẩn bị. Hello, chào bà con nhé. Nhập cái toán là bao nhiêu tuổi? Năm tôi nhập toán là năm tôi 20 tuổi. Và năm mấy ạ? Năm 1960. Nghe bọn này nó nói tôi đang nhập vào cái ngành gián điệp biệt kích vào năm 1963. Sau đó được huấn luyện tại các cái trung tâm bí mật ở Sài Gòn, mà chính tôi cũng không biết chỗ đó là đâu, bởi vì hoàn toàn là xây ra đào tạo, thành ra là đi lại trong thành phố Sài Gòn đó, mà đi học á, tức là đi bằng xe bị bụng, xe ben bị bụng kiếm, tức là ngoài không nhìn thấy chúng tôi, mà chúng tôi không nhìn được là chở chúng tôi đi vào những cái thành phố nào, mà những cái cơ sở nào. Chỉ khi đến nơi huấn luyện chủ đề của thì mở cửa xe thì nói xe về bọn bao que, thì chúng tôi bước xuống rồi xem đấy là bọn lính đánh thuê đó, là cũng chỉ là học ở trong các trung tâm trong thành phố Sài Gòn thôi, nhưng mà chính tôi không biết cái nhà đó nó nằm ở đâu. Thằng này là nhưng thằng huấn luyện thì huấn luyện những cái gì, ví dụ như về tôi về huấn luyện thì là tổ chức cơ sở tình báo, rồi là bắt cóc ám sát, rồi là phá hoại các cái công trình phi trường, bến tàu. Nghe thấy chưa bà què, chúng mày cũng muốn chiếm miền Bắc nhé. Sau đó là xâm nhập vào những cái các cơ quan của họ, làm giống như là một cán bộ nằm trong vùng. Nó nói tóm lại là chúng tôi là cán gián điệp nằm vùng, là tổ chức cơ sở tình báo ở trên biển động. Thì số người đi cùng có đông lắm chưa ông? Đi cùng với tôi là chỉ có 6 người, ông toán trưởng và tôi là toán phó, còn 4 toán viên. Thưa ông, thì từ lúc mà mình được huấn luyện trên lúc mình đi thẳng vào công tác thì có lâu lắm không? Từ khi mà tuyển mộ vào huấn luyện đó, thì trong vòng 2 năm. Theo những người mà nhân viên của Mỹ, mà nhân viên CIA của Mỹ nói với chúng tôi đó, là làn sóng cộng sản nó đang tràn vào miền Nam của các anh, thành ra phải huấn luyện các anh cấp tốc, bớt đi một số những cái gì không cần thiết. Nếu như còn thời gian đó, như trước đây đó, thì các anh phải sang Mỹ học 3 năm. Nhưng bây giờ rút những một số tài liệu mà không cần thiết thì các anh học 2 năm, mà chúng tôi trực tiếp qua cái này huấn luyện, rồi sau này các anh trưởng thành. Nên sao muốn nói chuyện mấy cái thằng ba que nào á, các bạn có thể gọi nó vào đây được. Công tác thì ông được đưa đi công tác ở đâu ạ? Cái vùng hoạt động của tôi thì tất cả 3 tỉnh, tức là tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn. Nhiệm vụ của chúng tôi ra ngoài đó là thứ nhất là lại truyền đơn và thông tin thất thiệt, và
tung tin thất thiệt nhé. Lượng tin tức sau, sau đó sẽ đánh về tất cả những cái gì mà chúng tôi thâu lượng được ở Bắc thì đều đánh điện về trong trong cho cơ quan tình báo CIA. Nghe thấy chưa? Đủ ba que. Cơ quan tình báo CIA thì là một hệ thống. Chúng nó nói là miền Bắc xâm lược miền Nam vậy, chúng nó đang làm gì đây? Một hệ thống đó là nằm trên núi Sơn Trà của miền Nam của chúng ta. Khi tôi phát điện ra một cái bức điện là báo cáo từ miền Bắc về miền Nam đó, là tất cả bốn chỗ này đều tập trung vào một cái tần số để nghe những cái nhận lấy cái bản văn rồi từ miền Bắc đánh về. Thưa ông, khi mà ông nói ông ở miền Bắc đánh về thì ông làm sao mà ông lên miền Bắc ạ? Khi ra miền Bắc là bởi vì có khi miền Việt Cộng nó xâm chiếm, tức là nó xâm nhập vào miền Nam của chúng ta. Thời đề nhất Cộng hòa của chúng ta. Chào các Nam, bạn nhé, các bạn nghe một tí đó, xem nó nói một tí rồi. Coi là đầy đủ no ấm, hạnh phúc. Thậm chí miền Nam á, một đa số những cái vùng ở dưới vùng nông thôn ban đêm họ không cần phải đóng cửa. Họ đi chơi suốt đêm được. Nhưng mà khi Việt Cộng từ năm đầu năm 59 thì năm 69 là từ là năm 60 đúng là năm 59 thì bắt đầu nó lại truyền đơn và nó bắt đầu phá hoại ở miền Nam của chúng ta. Và bắt đầu từ năm 59, 60, 61 thì nó đánh bằng du kích rồi. Và cán bộ nằm vùng của nó hoạt động trong những cái vùng gọi là nó mở những cái vùng gọi là chiến khu của họ, vùng mặt khu của họ. Thành ra là quân đội lúc bây giờ là miền Nam của chúng các ta. Các bạn nghe nó nói, nó bảo là miền Bắc xâm lược miền thì Nam vậy, chúng nó làm tình báo. Mỹ cũng có nói rằng là làn sóng cộng sản đang tràn vào miền Nam của các anh. Đó. Thì chúng tôi là những người mà thanh niên bảo vệ tự do dân chủ ở miền Nam. Phải có những người phải có hy sinh, phải có những cái ưu tiên, gương mẫu để mà cũng phải bí mật nhảy ra ngoài Bắc. Thằng này nghe để cái giọng như nó là giống xâm nhập vào Trung Nam Quốc của chúng ta. Thành ra chúng tôi là cũng có những cái là không thể để cho chúng nó vào trong quấy phá miền Nam mình được, mà chính mình cũng phải ra ngoài đó để kéo chân họ lại, để không cho thả lỏng cho nó vào miền Nam của chúng ta. Đó là những cái tinh thần mà anh em chúng tôi phải có để thực hiện những cái nhiệm vụ mà linh thiêng của Tổ quốc và Việt Nam Cộng hòa giao phó của miền Nam của chúng ta, để ra Bắc thực hiện những cái nhiệm vụ thiêng liêng đó. Thưa ông thì khi mà ông được đưa ra, ông có nhớ là khoảng năm nào và cái hành trình, cái cuộc đưa ông vào miền Bắc như thế nào, ông có thể kể cho chúng biết không? Dạ, trong quá trình huấn luyện trong 2 năm thì phải nó học hết tất cả. Thí dụ như là cái sinh hoạt của miền Bắc thì cách ăn uống, cách tiêu tiền và cách đi lại. Mọi sinh hoạt của miền Bắc thì tất cả CIA nó nắm được hết. Thành ra là nó huấn luyện chúng tôi ngoài những cái tổ chức cơ sở tình báo bắt cóc ám sát và phá hoại những cái căn cứ quân sự của họ rồi á, thì còn có nhiệm vụ tuyên truyền là chính nữa. Bởi vì miền Bắc, nhân dân ở miền Bắc họ không hề biết cái cuộc sống miền Nam của chúng ta như thế nào cả. Mà họ chỉ nghe là Việt Cộng nói rằng là ở miền Nam do đế quốc Mỹ bóc lột nhân dân ta ở trong miền Nam là không có ăn, có mặc, thiếu thốn, đầy đủ mọi thứ hết. Thành ra là ở miền Bắc chính cả dân lẫn tao quân, ở Bắc tao đâu có bao giờ tao nghe thấy thế đâu. Miền Nam chúng ta mẹ tự chàng do sung sướng như thế đâu. Mà nó tuyên truyền ngược lại, chính nó là những người bóc lột nhân dân ở miền Bắc, dùng nhân dân làm những cái công cụ sản xuất để mà đem đi cống hiến cho sự Nga tàu. Để đổi lại, những lấy lại những cái vũ khí súng đạn của chúng nó để đem vào miền Nam đánh nhân dân của chúng ta. Thành ra là những cái gì mà Mỹ nó đã đào tạo huấn luyện cho chúng tôi về mặt chính trị, trang bị cho tôi mặt hết rồi. Có ba que vào đây các bạn ơi. Cái gì mà mình biết, mà mình học được cho nhân dân trên miền Bắc. Thưa ông thì trở lại là ông đã đưa như thế nào cái chuyến bay của ông? Thằng ba que sỏ lá mày nghe thấy thằng này là thằng nào không? Khi mà chúng tôi ra biệt kích quân đang học ở trong những nhà nhảy ra ngoài Bắc để làm gián điệp. Ông trung tá người Mỹ, ok, xây ra là thuyết trình học, quá trình học xong rồi bắt đầu để mà thuyết trình công tác á, thì là vùng hoạt động của tôi là 6 người,
hoạt động gồm các tỉnh Cao Bằng, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Cạn. Thằng này nó đang ở Mỹ á, nó đang kể về về hành trình nó đi làm. Ông đã được thả xuống chỗ nào đó không, ở cái địa điểm? Quan sát tất cả những cái vùng rừng núi này cho nó thông thạo và quen thuộc, sau đó bắt đầu mới đi hoạt động rải truyền đơn. Đầu tiên là ở tỉnh Cao Bằng này, rải truyền đơn. Ông có thể cho biết bao nhiêu người đi cùng? Trong cái toán của tôi là 6 người. Thế thì mỗi một lần đi công tác như thế này là sẽ có để 3 người ở căn cứ. Còn 3 người thì đi công tác là mang truyền đơn. Nó tên là cái gì? Hê Linh à? Lạng Sơn, Bắc Cạn. Ông có thể cho biết là Nông Văn Hình thì đồ supply là những cái mà cần phải dùng thì như thế nào? Khi mà trang bị là rất là đầy đủ, ngoài những cái vũ khí súng đạn ra mỗi người hai. Sau khi nó sang Mỹ nó còn được bọn Mỹ cho nó 4.000 nữa, sợ nó đi cái diện HO. Tức là súng tiểu liên bắn 40.000. Mỗi con người đều là được trang bị 2 súng. Và tất cả những cái súng đạn, chất nổ, lương thực cũng đầy đủ, nhiều thứ lắm, đầy đủ hết, chôn cất ở trong rừng. Có thể ăn ở trong rừng trong vòng 3 Nông tháng. Văn Hình Ba Que, đúng rồi, nó được CIA đào tạo để nhảy ra miền Bắc làm gián điệp. Các bạn nghe tiếp nó nói, nó kể. Chúng tôi được trang bị về cá nhân á, thì là mỗi một người 2 súng và nhằm 5 cái nhẫn vàng và 100 đồng tiền miền Bắc. Mày tìm và trên thế giới này có giống bò nào là bò đỏ trong toán không mày, tiền hay bọn mày mất trí nên nhìn gì cũng là bò đỏ à mày. Nếu mà trường hợp chưa lọt vào những cái cơ sở hay là chưa vào được những cái cơ quan của đối phương ấy, thì còn ở trong rừng núi ấy, thì lương thực có thể ăn tới 3 tháng mới hết được. Và nếu thí dụ bò như là lương là thực loại mà 3 tháng mà ăn gần hết đó, theo thì cộng đến tháng sản thứ 2 là bảo vệ trung ương sẽ tiếp tế dù là thằng cho Phú Trọng là hết. Thằng Ba Que phải không? Nhưng mà bình thường á là chỉ cần trong vòng 1 hay 2 tháng là mình có thể đi ra ngoài. Chỉ có bò vàng thôi, không có bò đỏ nhá. Những cơ quan thằng chó chết mà nhìn thằng này có phải thằng gián điệp cho CIA không? Nó ngồi đây nó đang kể này. Khi mà cộng sản thả nó ra con cho nó thêm tiền nữa, để cho nó về quê nữa. Cái này thì nếu như là trong cái ngành á thì chúng tôi mới thấy là nó quá dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Bởi vì chúng tôi á có giấy chứng minh thư của miền Bắc và chúng tôi có giấy phép đi được. Phú Trọng à, cái thời chúng buổi này á, tuyên truyền được cho người còn khác còn nghe á, là phải siêu cao thủ, biết chưa? Còn cái loại ngu gì như chúng mày á, làm sao mà có thể tuyên gì truyền được cho ai? Thằng này này bị bắt này, đi được được ra ngoài miền Bắc để tuyên truyền này, bị tóm cổ tù 20 năm. Đều là cái thật hết, chứ không có giả. Bởi vì chúng tôi á, là người, đã người giả thì phải dùng đồ thật chứ không bao giờ dùng bò đồ gì thì bò đấy. Mấy thằng Ba Que thua cả con bò à, đúng rồi. Là khi mà xây ra nó giao tiền cho chúng tôi á và giao nhiệm vụ ấy thì tôi có hỏi các giấy bạn tờ nghe này nó các nói ông lấy ở đâu và tiền bạc này lấy ở đâu, thì tiền là tiền miền Bắc, tiền chính cống không phải tiền giả, mà giấy tờ của chúng tôi á làm tại miền Nam, chính xây ra chụp hình để lấy chứng minh thư của miền Bắc. Thì tôi có hỏi, cái lần đầu tiên nó chụp á, cách đi một tháng, nó lại gọi tôi đi làm chụp hình lại. Thế nó tôi mới hỏi, thế ông nọ chụp rồi chưa làm được à? Nó bảo chưa, sai rồi. Thế tôi mới hỏi nó sai cái gì. Nó nói, ở trong ngành mới biết được. Thí dụ như trong miền Nam của chúng ta chụp hình lấy cái gọi là lấy, trong Nam mình gọi là lấy căn cước. Lấy căn cước á thì mình ngồi thẳng, chụp thẳng. Còn Việt các Cộng, bạn nó chụp hơi nghiêng một tí. Người người Việt Nam năm nào có chứng minh thư này này. Được nó 60 mấy nó ra ngoài miền Bắc. Năm nào là người Việt Nam có chứng minh thư. Chỉ nhìn thấy cái chỗ này, đó là cái bí mật của Bộ Nội vụ Công an ngoài Bắc. Thành ra cái tấm hình thứ nhất Mỹ nó chụp cho tôi á,
là cái này không loại ra. Cái thứ hai loại ra nó bảo trọng mày đang nói ai đấy? Thằng mày mày tao mời mày lên đây mày tranh luận với tao mày dám không? Thì gửi về cho tôi á thì cái chứng minh thư. Đây là sự thật của cái lũ ba que chúng mày nên tuyên truyền nhá. Đang nói nhá, nó làm mà là hình hồ chí minh cùng với lá cờ đỏ sao ạ? Nó làm mà nó làm gián điệp nhá. Và cái ngày tên tuổi và ngày tháng năm sinh. Thằng này là quân của đạo tổ quân nhảy vào đây mà. Trên cái tấm hình của tôi đè vào cái tờ giấy lý lịch trong cái sổ của chứng minh nhân chứng. Thằng này nó là người dân tộc. Đó. Thế xong tôi hỏi cái này làm sao mà làm được. Nó nói cái này bộ nội vụ của ngoài Bắc làm, chứ không phải là cái giả. Chính cũng chữ ký cũng là cái ký của bộ trưởng bộ nội vụ ngoài Bắc. Bọn đánh tài sai đánh thuê cho Mỹ một nỗi nhục muốn đỡ không giờ sạch. Họ có cái sự liên lạc và có những người làm việc ở trong những cái lòng địch lúc bây giờ hay sao? À, cái này tôi cũng có hỏi Mỹ. Này, tôi cũng hỏi Mỹ, biết đéo tiếng Anh mà hỏi Mỹ bậy đặt. Thật ông mắt, thằng chó. Sao ông làm được? Ông nói mình cũng có người ở ngoài đó mà. Trong các cơ quan đều có người hết. Mỹ cũng có nói với tôi như thế. Thành ra anh yên chí, anh xài không bao giờ cái gì mà giả đâu nhé. Mà cái chứng minh nhân dân này là chứng minh thật. Mà cái dấu bộ nội vụ. Chứng minh nhân dân có từ bao giờ? Mà năm 60 mấy nó có chứng minh nhân dân. Hồng Kông đổi lấy tiền miền Bắc. Lấy đô la đổi với tiền miền Bắc ở bên Hồng Kông. Đó là các anh là người giả. Thành ra các anh không bao giờ được xài đồ giả. Đó là câu dặn trận đó. Thưa ông, như vậy thì những ngày kế tiếp của ông là ông đi vào đi sâu vào lòng địch thì có bọn mày ngu mày cộng sản đánh cho Nga sâu và tàu yên tâm cộng chứ không, bởi vì mình đã có những cái ý chí ra đi rồi. Nga sâu đánh cho Nga sâu và tàu cộng, thế chúng mày đánh cho ai? Có vẻ còn cộng sản có ăn lương của tàu cộng, có ăn lương của Liên Xô không? Chúng mày một ngày ăn bao nhiêu tiền lương? Bố lũ chó. Tôi thí dụ như tôi vào một nhà ông chủ tịch xã, tôi vợ khi mà ông ấy tao thấy Bắc Kỳ toàn làm tướng của chúng mày thôi. Ông ra phía trước thì tôi vội vàng tôi vén vào cái màn gió để nhìn vào trong cái phòng ngủ của ông ấy. Tôi không thể đếm kịp được cái màn của ông ấy là bao nhiêu miếng vá để mà tôi báo cáo về trung ương, nhưng mà là tôi không đếm kịp, bởi vì có thể là có miếng lớn miếng nhỏ, miếng lớn miếng nhỏ, nó nát hết cái mồm này. Cộng sản Bắc Kỳ ngu lên phải trả nợ. Trả nợ gì? Bắt nồi niêu xong trả mẹ hết. Ngu, chúng mày khôn sao? Chúng mày phải tụ quần, chúng mày chạy. Hả? Mày có dám lên đây để nói chuyện với tao không? Hay mày cũng chỉ là đồ hèn nhát thôi? Cái giá mà để bát đĩa lên. Tao mời mày lên á. Để gắt ngang thôi. Nhớ đây. Thành ra là cứ buồn là mình không ngờ được trong miền nghèo ngàn đến mức độ như thế này. Còn dân thì ra sao? Dân ra phải nói rằng tôi cũng đã từng nói rồi, nó bắt những người dân của mình làm những cái công cụ sản xuất như là trâu bò. Cộng sản ngu mà thắng chúng mày thì chúng mày còn ngu hơn cộng đi làm rồi chưa nghe tiếng kèm là tan giờ về. Đúng rồi, có bà que vào đây mình mời nó lên, nó đâu lên đâu. Chiều tối về lại phải bình điểm. Ai mà làm chay lười lao đến đói mà thì có tao ngồi máy bay tao qua Úc làm sao tao phải tụt quần mày đồ ngu. Là được 5 điểm, những cái số điểm nó ổn cộng. Phú Trọng lên đây nói chuyện với chị đi nhanh. Mày không dám lên thì mày là đồ hèn. Tao thách mày lên đây nói chuyện với tao. Come on. Mày dám đưa mặt mày. Không dám lên. Mày lên không biện luận được gì, chỉ toàn chửi giỏi tên phản đi. Ừ đúng rồi, mình gọi nó lên mà nó không lên các bạn ạ. Chào các bạn nhé. Mày đi máy bay có gì? Mày đi máy bay có gì? Nói viết tiếng Việt cũng còn không biết viết nữa thì cầm con mẹ mày mồm đi thằng chó chết. Hả?
Chúng mày khôn sao chúng mày phải tụt quần, chúng mày leo càng, chúng mày chạy về hả? Xong rồi sang đây á, động ai nói một cái nào bắt đầu á, nói xấu đất này, nói xấu đất kia. Mà cha chúng mày, chúng nó không đánh cái nước Việt Nam thì á, chúng ta đâu có phải sang đây hả? Chúng nó có cho chúng mày vào không? Chúng mày mới là cái lũ phải phải cảm ơn cái những cái nước chúng mày đang ở đấy. Còn tao tao chẳng cảm ơn đứa mẹ nào hết. Đó. Chúng mày nói là cộng sản chiếm miền Nam vậy thì cái lũ này nó nhảy dù xuống miền Bắc để nó làm gián điệp cho bọn CIA, rồi bọn CIA đào tạo nó. Tại sao cái dân Việt Nam chúng mày là đứng quyền, chúng mày nói là nước miền Nam là nước của chúng mày đúng không? Tại sao chúng mày là dân Việt Nam, chúng mày không đào tạo chúng nó để làm gián điệp? Đó. Chúng mày là người Việt Nam, chúng mày mới hiểu được cái cuộc sống Việt Nam, cái con người Việt Nam nó như thế nào. Tại sao chúng mày phải để cho bọn CIA nó đào tạo, rồi chúng mày ăn lương của nó hả? Thằng chó chết này đi sang Mỹ được ăn 40.000 tiền tiền của bọn Mỹ nó bồi thường cho rồi á. Không có cộng sản làm sao chúng mày được đi cái diện hát đâu, không bắt chúng mày đi tù làm sao chúng mày có cái diện hát đâu. Rồi cuối cùng chúng mày phải lừa bịp để mua hát Âu, rồi mua con lai, rồi này kia các thứ để phóng sang bên Mỹ. Đeo kính này là nhìn xinh hơn. Vậy ở thì già nhiều kính lắm. Già rồi đâu phải đeo kính vào cho nhìn cho nó xinh gái. Mấy mình cũng không xinh cho nên là phải phải làm cho nó xinh lên đúng không? Ngày trước Nick nó là phu Trung. Phu Trung là chắc nó ở Hàn Quốc à, ở cái gì? Ở cái gì nhỉ? Ở cái gì Trung Quốc cơ mà nói tiếng Trung Quốc ấy. Ở cái gì nhỉ? Nó ở cái nước gì mà có cái chị gì mà hay lên đây nói chuyện này? Đài Loan. Ôi bọn Bắc Kỳ cộng sản ngu hơn bò. Vậy mà mày lại ngu ngu hơn bò mà còn mày là cái loại ngu gì? Cộng sản nó thắng được mày, nó là bò gì đúng không? Thế còn chúng mày là gì? Hả? Chúng mày là chả là cái gì ở trên cái đời này hết, chỉ là một lũ đi đánh thuê thôi đúng không? À, đất nước của chúng mày mà chúng mày nói là khi mà đánh nhau á thì người ta phải biết cách làm sao để giữ cái đất nước. Tại sao á cái gì phải Hàn Quốc à, Bắc Hàn với lại Nam Hàn, tại sao Nam Hàn người ta thắng được Bắc Hàn? Tại vì cái tình dân tộc của người ta đoàn kết để người ta đánh, và nhờ có bọn Mỹ nó không đàn áp, hay là nó không cái bọn bọn Nam Hàn đó nó không như cái lũ chúng mày, biết chưa? Bọn Mỹ nó thua bởi vì chúng mày là cái lũ tham ô, tham lam, dã man, tàn bạo, cho nên chúng mày mới thua, hiểu chưa? Chứ Mỹ nó giàu như thế, bom đạn nó nhiều, súng đạn nó nhiều đúng không? Tại sao nó thua? Tại vì nó cho một cái lũ á ăn hại nó mới thua, hiểu chưa? Tại sao người miền Bắc người ta nghèo khổ như thế, người ta ăn khoai ăn sắn ăn này ăn kia, người ta khổ sở, dùng hết tất cả đi cày đi cấy bao nhiêu đổ hết vào viện trợ cho miền Nam mà người ta thắng được chúng mày? Chúng mày không biết nhục à, bốn lũ chó. Chúng mày cũng muốn đổ quân ra ngoài Bắc để đánh miền Bắc, gọi là Bắc tiến đó, nhưng chúng mày không làm được. Bởi vì dân miền Bắc người ta tuy rằng người ta nghèo khổ nhưng người ta đoàn kết, hiểu chưa? Chúng mày không làm gì người ta cả. Còn trên đời này á, cái bộ óc của con người á không có ai mà sử dụng được hết. Nếu mà cộng sản không có lý tưởng, cộng sản không có bao giờ dùng được người dân, hiểu chưa? Chúng mày ngu thì ngu vừa thôi. Bây giờ chúng mày sang bên hải ngoại đấy, chúng mày người ta giáo dục chúng mày, bây giờ người ta có nói được chúng mày là không đánh cộng sản không?
Vì không ai có thể control được cái đầu của chúng mày, hiểu chưa? Cho nên chúng mày phải hiểu như thế. Tại sao chúng mày nói là người ta nghe cộng sản? Tại vì có lý tưởng, cộng sản nó có lý tưởng chứ không vì tiền. Không ai mướn người ta trả tiền cho người ta yêu nước cả. Sao thằng chó không dám lên đây nói chuyện với tao? Hả? Mày thù cộng sản lên đây tranh luận với tao này, cứ ở dưới đấy tự kỷ vậy. Đưa cái mặt mày ra đây. Nói người ta là núp nùm, rồi nói người ta là không thế nọ thế kia, rồi làm sao? Cái gì? Chúng nó nói cái gì chui vào rừng người này kia các thứ. Tại sao bây giờ chúng tự do như thế mà không dám đưa cái mặt mày lên đây để nói chuyện với tao? Hả? Chúng mày thù cộng sản thì kệ cụ chúng mày thôi, hiểu chưa? Tao cũng chẳng biết chúng mày là cái loại gì, nhưng mà vì chúng mày bố láo quá, ở bên này chúng mày đe dọa những cái người người mình không phải chửi tất cả những cái người đi nính cho cộng hòa, tại vì cái thời buổi đó nó là cái thế thời, hiểu chưa? Tại sao gọi là ba que? Bởi vì chúng nó chống cộng, nhá. Nó làm khổ cho nhân dân Việt Nam, cho nên mình gọi nó là ba que sỏ ná. Còn ai không phải là ba que thì đừng có lên động lòng. Đơn giản vậy thôi. Những người người ta cũng đi nính Cộng Hòa, nhưng mà người ta sang đây, người ta biết thân, biết phận, người ta im. Người ta im lặng, người ta đâu có nói gì đâu. Tại vì người ta biết cái cuộc, cái, người ta hiểu biết. Những cái con người đấy là con người hiểu biết. Nhá? Xong rồi, người ta không có nói nữa. Sang đây người ta lấy một cái quốc tịch khác rồi. Người ta là dân khác rồi, người ta không còn là dân Việt Nam nữa. Người ta im lặng, người ta sống cái cuộc đời của người ta, đúng không? Nhưng mà còn cái lũ ba que chúng mày á, là cái ngu xuẩn, đúng không? Tại vì chúng mày á, quá là thất bại trong cuộc đời, đúng không? Hãy nhìn lại những cái thằng chống cộng đi, không có một thằng nào mà được toàn vẹn đấy. Nó lũ cô độc, đúng không? Nó sống, nó tiếc nối cái thời mà súng dài hơn người đi lòe thiên hạ đó, vác cái khẩu súng dài hơn người ấy. Nói đi nói lại, tao mời mày lên từ nãy đến giờ mà không dám lên à, thằng chó. Mày hèn hạ thế, cứ ở dưới đấy mà ẳng thôi. Nick Phú Trọng đâu ra mặt, ra đối chất, coi nào, núp nồm chửi như thế thì làm cái gì? Đúng rồi, anh hùng mà, thà chết cho quê hương mà. À, cái gì nhỉ? Quyết thể quyết chiến, cái gì? À, không phản bội quê hương. Mẹ cha chúng mày không phản bội quê hương, tại sao chúng mày lại để cái đất nước đó cho cộng sản? Đúng không? Đó. Kẻ thù của chúng mày là ai? Kẻ thù của chúng mày là Mỹ, là đồng đội của chúng mày nhá. Không phải kẻ thù của chúng mày không phải cộng sản đâu, mà chính là Mỹ. Mỹ nó trả tiền cho chúng mày đi giết người dân Việt Nam, đúng không? Hại dân hại nước, chúng mày ăn nương của nó, xong rồi chúng mày giết người dân Việt Nam. Bây giờ sang bên này chúng mày tiếp tục ăn nương của nó, rồi đi lừa những cái chính những cái đồng bào của chúng mày ở bên này. Cái cộng đồng đấy là những cái cộng đồng băng đảng, cộng đồng chuyên môn đi lừa đảo những cái người, người ta cô đơn sống ở bên này, người ta sinh hoạt với chúng mày. Chúng mày làm ra cái trò này, làm ra cái trò kia, chúng mày lấy cái lợi dụng vào cái tình thương, cái sự ngây thơ của họ để chúng mày hốc đổ vào mồm chúng mày. Chúng mày làm được cái gì hơn 30 năm, hơn 40 năm nay rồi? Không có cần không có cần nói mấy này bà, cộng sản thì ngồi đấy nghe đi nhá. Ok. Chúng mày chửi bây giờ cũng thôi, cũng để cho chúng mày chửi, cứ chửi được câu nào chửi đi. Để giống như là ngọn đèn trước khi tắt á, nó phụt lên một cái xong nó tắt ngủm, hiểu chưa?
Nếu chúng mày nói cộng sản ác thì chúng mày nhìn lại cái cộng đồng của chúng mày đi. Hơn 40 năm nay chúng mày làm được cái tích sự gì? Hả? Hay là chúng mày lừa đảo và chính cái tình thương của chính cái đồng bào chúng mày? Hả? Suốt ngày chỉ lừa đảo thôi. Làm ra cái trò này, làm ra cái trò kia để quyên góp, đúng không? Hả? Quyên góp rồi á, kêu đừng gửi tiền về cho cộng sản nhưng mà lại quyên góp về để chống lũ lụt hay là cái con mẹ gì đấy, rồi cuối cùng nó đút mẹ nó hết vào túi, nó chạy hết. Có thằng nào tử tế không? Mày nói cho tao nghe xem nào. Hả? Cái lũ băng đảng cộng đồng tao chửi bố chúng mày lên đấy. À, rồi đe dọa tao, rồi kiện tụng. Đến đây mà kiện bà lại. Và chửi cho cả dòng họ chúng mày không không ngẩng được mặt lên đấy. Ô mày lũ chó. Chị Ly, xà ơi, bọn ba que trẻ con nắm nó ngửa mõm lên. Pick me up at three. Xem nào. Chắc lấy. What? At five. Ok. Đó, đứa con nó gọi phone, nó kêu nó đón nó. Ngửa mõm lên sủa bậy thôi, sống mà chúng chẳng biết chúng thuộc tộc nào trên thế giới mà. Bây giờ chúng buồn lắm mà, thấy cũng tội nghiệp. Mình nói thật là từ xưa đến nay mỗi lần lên đây mình đều nói. Mình những cái người mà bị chúng cái lũ lãnh đạo cộng đồng nó lừa đảo ấy, mình thương họ hơn là mình trách họ. Mình không trách họ bởi vì họ thật sự cái con người của họ họ rất là đơn giản. Đúng không? Họ không có hiểu sâu hiểu rộng mà họ chỉ có những cái sợ sệt, sống trong sợ sệt mặc dù đang sống ở cái đất nước tự do này. Họ luôn luôn sợ khi mà bị chúng nó chụp cho cái mũ là cộng sản. Đó. Ở đây làm gì có cộng sản, nhưng mà chúng nó cứ sợ, xong rồi chúng nó dạy cho cái bọn đấy là ồ nếu mà ở đây mà làm cộng sản thì sẽ bị FBI nó bắt, rồi sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Đấy là một sự đe dọa của cái lũ khốn nạn chống cộng, cái bọn lãnh đạo cộng đồng, cái bọn lừa đảo, cái bọn thấy người ta không biết không hiểu gì về cái xã hội này. Đáng ra chúng nó phải nói về cái luật pháp ở những cái nước này, nói những cái gì cho người ta hiểu. Nhưng mà chúng nó không bao giờ chúng nó nói. Chúng nó bị bậm người ta, chúng nó ở nếu mà đi làm cộng sản nó bị trục xuất về đấy, rồi bị thế này thế kia, rồi đi sang đây khai là tị nạn, rồi bị lừa đảo, rồi sẽ bị bị báo cảnh sát. Tại vì người ta sang được đến đây rồi, người ta không muốn nằng nhằng nữa, cho nên người ta sợ. Chúng nó luôn luôn tiêm nhiễm vào đầu những cái người đó những cái sự sợ hãi, cho nên Ni Sà mới nói là Ni Sà rất thương người ta, đúng không? Tại vì người ta không hiểu biết cho nên người ta bị cái bọn khốn nạn đấy nó đe dọa người ta. Rồi đến lúc mà Ni Sà lên đây nói, bắt đầu chúng nó tưởng tưởng cái luật đó là có thật, chúng nó đe dọa mình. À, chúng nó bảo tôi sẽ xin 5.000 chữ ký của cộng đồng, rồi tôi sẽ xin 5.000 chữ ký rồi trục xuất về Việt Nam. Đấy là một cái sự ngu xuẩn. Mình không trách cái bọn đó mà mình trách là trách cái bọn lãnh đạo cộng đồng khốn nạn đó. Đó. Đứa nào đưa ra được cái luật đó là xin 5.000 chữ ký để trục xuất tao về cho. Tao chờ mấy năm nay rồi mà tao ngày nào tao cũng lên đây tao nói mà không có đứa nào trục xuất tao về. Trục đi, bà mày không phải mua vé máy bay. Tự hào một phụ nữ Việt Nam, con cháu và... Nên sáng nay đây nói một phần cho những người Việt Nam, giống như là chúng nó đừng có hại người Việt Nam, và cho những cái em ở Việt Nam ấy cứ tưởng là bên này nó lại như thế, mình phải nói lên cái sự thật, đúng không? Rồi á, những người Việt Nam cứ nghĩ là ở bên này nó chống cộng ghê gớm lắm rồi này kia các thứ. Đúng không? Ai không hiểu thì tưởng là như vậy.
Nhưng mà khi người ta hiểu ra, người ta sẽ biết được cái cuộc nó không phải là sự thật, chúng nó chỉ thổi như thổi bong bóng thôi. Ni sa vũ có tính phản biện cao, lịch lãm văn minh, trình độ đáng khâm phục. Tôi khá khen Ni sa vũ vậy ạ. Không, Ni sa cái này Ni sa không dám nhận là mình hay hay là gì, nhưng mà mình thích nói ra cái sự thật và thích tranh đấu cho những người đó. Nói thật là như vậy. Kể cả Ni sa về Việt Nam, Ni sa nhìn thấy cái gì ngứa mắt Ni sa nói luôn. Có thể là cái đấy không tốt đâu, cái đấy thực sự nó là không tốt, đôi khi mình phải cần kìm hãm lại, nhưng mà cái tính, cái bản chất của mình nó là như vậy. Cho nên có cái nó không, nó đôi khi nó cũng có lợi nhưng mà đôi khi nó cũng có hại, đúng không? Chẳng hạn cái lần đấy mình đi ra mình hỏi cái tiền này tiền kia học sinh á, tại vì học sinh ở đây mỗi một năm nó cho bao nhiêu tiền á, thì cái thời xưa rồi ấy, bây giờ nó không cho nữa đâu. Xong rồi có cái con Tây ấy, nó nói cái giọng kiểu như là nó không được tôn trọng mình ấy. Mình chỉ mặt nó mình chửi ngay, mình không có sợ chúng nó đâu. Tại vì hoặc là đi vào bất cứ một cái nơi nào ấy mà mình gặp những cái cảnh kỳ thị ấy, là mình sơi lại chúng nó ngay, chứ mình không có cái cúi đầu dạ thưa dạ làm ơn hay là cái gì. Nhất là những cái người Á, người Việt Nam làm ở trong những cái ngân hàng này kia các thứ, mấy cái bà trung trung tuổi rồi đấy, mặt cứ sưng sưng lên, gặp Lisa là xong rồi, chửi cho. Có lần mình chửi cái con mụ ấy ở NZ ở ngoài kia, cái mấy cái người đứng đằng sau mình nó đúng rồi mày mày nói nó là đúng rồi đấy, lần trước nó cũng như thế với tao, mấy người Tây ấy. Năm 2019 bà con Việt Kiều trên thế giới đã nhìn rõ bộ mặt lừa đảo của ba que hết rồi. Đúng rồi, nhưng mà đôi khi á cái mình ở nhà mình không có làm gì thì mình hay ngồi mình xem, mình thích tìm hiểu những cái người mà nói về chiến tranh ngày xưa. Tại tại làm sao mà mình thích xem chiến tranh Việt Nam? Tại vì nó là sự thật. Khi mà mình lên trên này mình xem lại những cái history, những cái lịch sử ngày xưa mà bọn Mỹ nó nói ấy, mình rất là thích xem. Chứ mình không thích xem những cái bộ phim dựng lại bắn nhau đánh nhau, mình không thích xem những cái đó, mà mình thích xem về những cái gì nó thật. Rất là hay và mình cảm thấy rằng rất là tự hào cho người Việt Nam mà chính những cái đứa con mình nó sinh ra ở đây nó còn nói. Rất là tự hào cho mẹ, tại vì á người Việt Nam khổ nghèo như thế mà đánh được Mỹ, đúng không? Rồi những cái đứa trẻ nó đang sống ở những cái đất nước tư bản này nó cũng tự hào khi mà nó cãi nhau với cái bọn Tây bọn Mỹ đó, nó có thể chỉ thẳng vào mặt chúng nó mà mày bị người Việt Nam chúng ta đánh cho mày vỡ mặt ra rồi, đúng không? Cái đó là một cái tự hào dân tộc mà mình cần nên phải có, chứ không phải như cái lũ chó ở bên này á, nó lên trên mạng thì á, nó nói hay lắm, đi ra ngoài đường thì khúm na khúm núm này đó, nói cái gì cũng sợ sợ sệt sệt, xong rồi người nọ nhìn thấy người kia như là cứ sợ sợ sệt sệt. Cái bản chất của họ là như vậy, nó bị như vậy, nó bị từ khi sống ở trong Việt Nam rồi, đúng không? Cái bọn nguội này á, là lôi thôi là nó cứ dí cho một cái là mày là Việt Cộng, là nó có thể nó bắt người ta, nó túm người ta, nó đánh hay là nó bắn vào đầu rồi. Đó là sự thật. Cho nên là người ta luôn luôn người ta sợ hãi, cho dù sang đến bên này sinh hoạt cộng đồng, người ta vẫn sợ bị chụp mũ là cộng sản. Đó. Cái tiếng nói của mình nói lên cho người ta hiểu cái mình đang sống ở cái đất nước này không phải cái đất nước của cái bọn cộng đồng đó, không phải sợ chúng nó. Nói thôi á, chửi chết ta chúng nó đi. Tại sao chúng ta sống ở bên này chúng ta phải sợ chúng nó? Đúng không? Nhưng mình phải nói ra để cho những cái người đấy người ta hiểu là như thế. Mình phải đứng lên. Ngay cả người Việt Nam mình ở đây mình phải đoàn kết vào để chống lại cái bọn mà nó kỳ thị. Chứ không phải mình chống lại mình. Hiểu chưa?
Việt Nam đang vinh dự đón hòa bình nha chị. Ừ. Đấy. Mà chúng nó ngu, nó chống cộng cái ngu xuẩn. Nó đã ngu rồi nhưng mà nó lại không biết là những cái người khác ấy lại a dua theo. Họ không có, có suy nghĩ gì cả. Đúng không? Chống cái gì? Chẳng hạn như chống những cái ca sĩ sang Việt Nam. À sang, à, từ Việt Nam qua đây. Qua đây để diễn. Tại sao phải chống người ta? Tại sao không cầm cái cờ lên cái lãnh sự quán hay là lên cái nơi nào mà nó cấp cho cái người ca sĩ đó đi vào trong cái nước này hả? À, chống như thế mới gọi là chống chứ, chống cái người ta cũng vì miếng cơm miếng manh áo người ta đi qua đây người ta làm mà phải có người đi xem mà người ta mới vào được chứ. Tại sao không chống thẳng những cái người mà cho người ta vào đấy, chống mấy người ca sĩ? Không phải chúng mày chống cộng mà chúng mày chống phá cái sự làm ăn của nhau, hiểu chưa? Lợi dụng vào cái chuyện chống cộng để chống phá những cái người làm ăn đó. Người này làm ăn cái này không vừa ý mấy chủ cái lũ cộng đồng ấy là chúng nó cầm cờ ấn, chúng nó chống phá người ta. Chúng mày có phải lừa đảo lừa bịp không? Sân bay an ninh siết chặt. Cùng ở Úc mà tên Văn Bùi, tuổi cao hơn Lisa nhiều mà nhận thức dốt nát không bằng một phần Lisa Vũ. Là sao? À, át đồng chí Lợi Minh Hùng được nhá. Đây là mình nói để cho người ta hiểu ra những cái người mà chuyên chống cộng mà cứ sợ sệt chúng nó, đừng phải sợ chúng nó làm gì, chúng nó không nói gì đâu. Hello. Hello, xin chào đồng chí Ly Sào Vũ. Thấy đồng chí chiến đấu là thấy vui à. Mấy cái lũ chống cộng bao que xỏ lá ô hợp ở bên Úc, bên Mỹ toàn là cái lũ ô hợp. Cái đám mà đầu đường xó chợ chửi chết mẹ cho nó. Nó dọa mấy người nó dọa mấy người mà yếu tim thôi Lisa, đúng không? Hồi lúc trước nó cũng dọa lại mình lắm, lúc đầu nó làm nó thành dữ lắm, nó làm ghê lắm, nó làm nào là FBI sẽ bắt mày, ôi thôi nó làm đủ thứ đủ kiểu đủ cách, tới chừng mà FBI tới chừng nó lại nhà nó dọa lại mình xong rồi tới chừng FBI mời nó lên, thằng nào thằng nấy run như cày sấy hết trơn. Từ đó hay sao không dám luôn. Không dám hỏi Lisa, Lisa thấy hình như cái an ninh ở Mỹ hình như nó kém hơn ở Úc hay sao? Chứ như cái trường hợp như của Lợi Minh mà có mấy đứa mà nó đến nó làm như vậy nhá, ở bên Úc này nó tới ngay nhà nó bắt ngay thằng cánh cò bay luôn á. Thì đó nó cũng cảnh cáo mấy người đó, nó kêu lên. Bây giờ nó cấm mấy người đó đâu có được tới nhà Lợi Minh nữa đâu. Mà lúc trước nó dọa đủ kiểu đủ cách. Nó nói là trục xuất rồi tùm lum. nó làm ghê lắm kìa. Nó làm thấy người nào mà yếu tim á, nghe thấy nó dọa cũng hơi ngán ngán, nhưng mà còn là cái đám ô hợp không có ra hồn gì đâu. Rồi thật nó ra thì theo Lisa thấy thì chắc là nhiều người người ta cũng chẳng sợ chúng nó đâu, nhưng có cái là người ta nói là cái gì nhỉ, mấy cái thằng bựa thì nó người ta sợ, người ta không sợ về pháp luật mà người ta sợ nó ném đá giấu tay. Đúng rồi, mấy người mà ở trong cái khu vực của nó đó, nó quậy nó phá người ta, có nhiều người phải dọn nhà đi. Có mấy anh bạn ở trên này nè kể cho Lợi Minh nghe đó. Mà Lợi Minh không muốn nói tên nick của họ ra. Họ nó phá người ta, nó lại nó đâm vỏ xe rồi nó đập rồi vỏ xe đập xe ô thôi. Nó làm đủ kiểu đủ cách hết. Người ta phải dọn nhà đi. Mấy người tụi nó sống trong mấy cái khu của tụi nó mất dạy lắm. Cái đó chứng tỏ nó hô hào. Bên Mỹ nhiều những cái thành phần giống như là nó bất mãn.
nó mới này nó vô dụng, cho nên nó mới làm như vậy thôi. Chứ còn ở bên Úc thì nó không đến mức độ như vậy, ít ra nó cũng có gia đình, có thân nhân, có công ăn việc làm. Chúng nó không hơi đâu, chúng nó đi làm những cái trò đấy, những cái đứa trẻ. Còn Ồ, ông bà mình nghĩ nó già côn ấy, đồ lắm. ông bà già đó thì Mình hơi nghĩ nó sức côn đâu đồ mà lắm. đi đi phá người ta, đúng không? Chứng Bên tỏ Mỹ này, bên Mỹ này nó cực đoan lắm. Nó cực đoan nó lắm. cực đoan là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nhiều thành phần bị thất bại. Thì những cái thằng trẻ Đúng trẻ rồi, như đúng rồi. là đó, nó thất bại cho nên nó không có gì cả. Trong tay nó gọi là không có cái gì cả. Đứa nào thuê nó làm cái gì thì nó làm cái đó, đúng không? Đấy. Chứ còn nó làm Vậy trò đấy nó được cái gì? Đó. Những cái thằng nói đấy chung là bên Mỹ này tụi cái ổ của tụi nó, mà bên Mỹ như là cái ổ của tụi nó, cái ổ chống cộng cực đoan của cái đám bao quay á, tụi nó cực đoan lắm, tụi nó cực đoan mà mất dạy, đa số toàn là dân trời thần đất lỡ, nó không có ra cái ôn gì chứ. Còn mấy những này người thật mà người ta ra có gia đình người... Lisa nghĩ rằng những cái thằng đấy nó chỉ lộ cái lúc nó chỉ hùng hổ một tí thôi, nhưng mà khi nó bị ai kiện nó hay là bị ai nói lại nó cứng lên á là nó im re ngay, đúng không? Tới khi mà FBI đồ mời nó lên thì bắt đầu lúc đó nó mới rung. Đúng rồi. Lúc đầu nó kéo cả cộng đồng luôn, nó kéo cả cộng đồng xuống xuống cái thị trấn Lợi Minh ở, mà nó kéo cả cái cộng đồng xuống đó. Nếu mà Nó thật sự đã đảo đòi trục thì xuất, nó khùng đấy bà. Toàn là nói chung nó ăn hiếp. Nếu mà mình sống trong cái cộng đồng tụi nó bên này á, bên này á, Lisa đúng không, sống trong cái cộng đồng của tụi nó mà mình có cái gì mà giống như là mà không làm theo ý tụi nó hả, tụi nó phá, sống không yên. Bên này cũng có một cái nhà thờ của người Công giáo, là cái ông cha này tội nghiệp không lắm. Nói chung là ở Arizona mà nói cái nhà thờ Công giáo ở ở Phoenix á, ai cũng biết chưa á. Ổng hả, ổng không có làm chính trị mà nó kéo ổng vô làm chính trị, ổng không chịu. Ổng đi về Việt Nam, ổng mua ngói, ổng mua đồ bên Việt Nam về, ổng cất cái nhà thờ, ổng mua miếng đất 5 mẫu ha, mà ổng cất cái nhà thờ. Ổng cất nhà thờ hơn 5 triệu đô á, ngồi cái sờ ổng giỏi lắm. Ổng rất là giỏi. Ổng có những người mà tín đồ đó đó, họ giúp ổng xây nhà thờ lên, rồi mấy 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 anh cha cộng đồng á muốn treo cờ ba que lên cái ổng cho. Mèn ơi, nó xuống nó biểu tình ổng, ổng cũng đâu sợ đâu. Nó đó xuống biểu tình ổng, đó ổng cũng sợ nữa. Tại vì ổng là người hành đạo mà, ổng xây cái nhà thờ giống như cái chùa vậy, ổng làm giống cái chùa vậy lớn lắm. Rồi cái nó không được, xong rồi nó kéo xuống cái giáo hội của người Công giáo ở ở trung tâm downtown của Phoenix á, nó biểu tình. Nó và cũng đâu làm gì được ổng đâu, tại vì người ta là người ta chỉ sống đạo thôi. Mấy mấy cái đám bên này mà tụi nó, mấy cái đám cộng đồng mà chống cộng bên này của đám bao que rồi, nó mất dạy lắm. Tụi nó hô hào dân chủ nhưng mà con người tụi nó chẳng có dân chủ gì trơn á. Mình ai mà không làm theo ý tụi nó là tụi nó quậy, nó phá, làm ăn không được. Sống trong cái cộng đồng của tụi nó khổ tâm với nó lắm. Cho nên ngày xưa ông Trần Trường cũng bị tụi nó, ông bị tụi nó quậy ông. Thành ra mà Lợi Minh hồi nào gì thì không có sống trong tụi nó, thấy ghét lắm. Vô tụi nó là thấy cái cộng đồng tụi nó là thấy ghét rồi. đúng Nó rồi, sống nó làm chuyện nó tiên mọi truyền mấy cái tào lao mà. người mọi người có thấy là cái bọn băng đảng cộng đồng ấy, nó giống như cái bọn cái gì nhỉ, nó giống như cái bọn Mafia. bảo kê không, Đúng rồi, đúng rồi, nó đúng rồi, giống như đúng cái rồi, bọn đúng bảo rồi. kê đấy, nó Đúng. chỉ đe dọa được ai, nó đe dọa được những cái người làm ăn, những cái tiệm đó, những cái tiệm Đúng, làm ăn đúng. của người Việt Nam. Tại vì người Việt Nam ở đây muốn mở ra một cái tiệm á rất là nhiều tiền, đúng không? Bây giờ nó phải nhờ vào cái cộng đồng đó để có khách khứa đến hay là cái này cái kia. Bây giờ chỉ cần một lời của cái thằng chống chống cộng ở trong cộng đồng đó, cái lãnh đạo đấy nó nói thằng này cộng sản là nó tìm cách để nó tới nó phá hoại cái business của người ta, cái cơ sở Đúng làm rồi. ăn của người ta. Cho nên cái lời nói của Lisa đây cũng là giúp cho những cái người làm ăn buôn bán ở Úc này người ta tỉnh táo lên, và những cái người khác đấy đừng có làm những cái trò trống như thế, mà thật sự ra những cái người đó là những cái người cũng ủng hộ cho Lisa nữa. Nói cho mà biết mấy cái thằng ba que khốn nạn.
Mình nghĩ lên Đúng cái bọn rồi, đấy. nhiều người, mấy người mà họ có cơ sở làm ăn họ cũng rầu mấy cái ông mà chống bao que ở bên này lắm, tại vì mà không không ủng hộ quyên góp mấy ổng á là mấy ổng quay qua là mấy ổng làm khó làm dễ mà ổng gây khó khăn rồi phải quảng cáo thôi làm đủ thứ, mấy ổng lập mấy trang báo của mấy ổng quảng cáo rồi đóng đóng tiền hụi chết trong đó. Ôi mấy Bây mấy người cha trống giờ cộng ở bên đúng rồi, này mất dạy. bây giờ lại Minh ở bên Mỹ mấy chục năm rồi đúng không? Bây giờ Trung Quốc có phải cộng sản không? Tại sao chúng nó không chống hàng hóa của Trung Quốc? Chúng nó lại chống hàng hóa Dám của người chắc. Việt Nam. Đó, đó là một cái bằng chứng rõ ràng nhất là chúng nó chống cộng hay là chúng nó không chống cộng, hay là chúng nó hại chính cái người dân Việt Nam mình, đồng bào của chúng nó. Mà Hàng nó ở giúp Trung, cho hàng của Trung Quốc bên bên Mỹ này tràn ngập hết. Nhưng mấy cái cửa tiệm mà nó gọi là đá lò xo đó, tiệm là gọi là một mấy đồng á, chục năm rồi. một thời thịnh vượng lắm. Yeah. Có một thời kỳ thịnh vượng lắm. Nó đâu nói mà dám đụng tới China, đụng tới quyền lợi của Mỹ, Mỹ nó đập chết chứ ở Mà trong chúng mấy cái nó đụng đám này, đến cái đám khôn China thì nhà dạy chợ chúng nó lấy gì chúng nó ăn, đúng không? nhé. Mấy Thì chục đó năm đúng chúng nó rồi. ăn bằng cái gì? Thành ra Mà nó những chỉ cái dọa nạt thôi. cửa tiệm hàng hóa là tạp hóa là toàn từ Trung Quốc sang, thì phải Đúng là rồi. người Trung Quốc nó làm ăn thì nó mới biết cách nó buôn bán chứ. Người Việt mình cũng phải đi theo đuôi của cái người Trung Quốc thì mới có cái mà hốc vào mồm chứ gì nữa. Cái bọn chó thì nó chỉ lừa đảo với người Cái ở kép. hải ngoại. Đúng rồi, nó mà nhiều người, tại người ta sống trong đó, người ta làm ăn, người ta không muốn đụng tới nó. Lại mình biết cái nhà hàng gọi là ở Phoenix nè, cái nhà hàng da vàng á, lại mình cũng gặp mấy người bạn nói hả, cái người con gia đình của người ta có còn người thân ở Việt Nam, tại vì Việt Nam người người ta thăm á. Mấy cái nhà hàng Trung Quốc ấy, nó có phải nhập hàng từ Trung Quốc sang không? Cho dù là người ta là người Mỹ đi chăng nữa, người ta có phải là nhập hàng từ Trung Quốc sang không? Có cái thằng chó dám đứng ở cửa nó để biểu tình nói là cộng sản không? Đúng không? Đồng chí Lợi Minh này mất rồi. Lời lẽ của Lê Sở Vũ quá đanh thép. Cái tâm trạng của mình thôi, tại vì chúng nó luôn luôn chúng nó lấy cái danh nghĩa là chống cộng sản, mà cộng sản có phải là Trung Quốc không? Trung Quốc là đàn anh của cộng sản, nó mới là cộng sản, hiểu chưa? Nhưng mà cái lũ chó chết đấy nó bảo vệ cho hàng hóa của Trung Quốc, nó chống hàng hóa của người Việt Nam, cho anh chị em mình, cho gia đình mình không có công ăn việc làm. Các bạn ở Việt Nam có phải 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 đi tìm việc làm như là đi mua vàng, mua gì ông ngày xưa. Bây giờ thì rất là thoải mái rồi đúng không? Đúng không? Mình chịu khó là mình có kiếm được việc thôi, còn ngày xưa kiếm được một cái công việc làm nó khổ sở như thế nào. Nhưng mà nó chống. Đúng không? Nó chống ai mà buôn bán mấy hàng Việt Nam là bắt đầu nó tới nó cầm cờ nó biểu tình. Vậy Trung Quốc có phải là cộng sản không? Hả? Tại sao chúng nó bảo vệ cái hàng hóa cho Trung Quốc mà nó lại chống hàng hóa của Việt Nam? Chúng nó có phải là lũ lừa đảo các người không? Những cái người ngoài hải ngoại. Đó. Nếu mà ai mà nhiều người có thể người ta theo cái, người ta thấy Ni Sà nói, người ta cảm thấy người ta ghét Ni Sà. Kể cả những có những cái người mà người ta biết Ni Sà người ta ghét. Nhưng mà phải mở cái đầu óc ra mà suy nghĩ đi xem có đúng không? Đó. Tại sao các người phải sợ những cái thằng chó chết lãnh đạo cộng đồng đó? Chúng nó sống ở cái đất nước này, chúng nó mang quốc tịch của những cái nước đất nước này. Đó. Chúng nó nói chúng nó chống cộng để giúp cho Việt Nam, cho Việt Nam. Tại sao chúng nó không chống cộng sản Trung Quốc, không chống hàng hóa Trung Quốc? Tình những người buôn bán với cộng sản Trung Quốc đó, chúng nó lại chống những cái người mà người ta làm ăn với người Việt Nam, chúng nó có phải lừa đảo không? Nói mãi mà chúng Chào bọn ở đây nó hello, chúng nó không Lisa. mở cái óc chúng nó ra, chúng nó suy nghĩ đâu. Chào Lisa. Chào Bên anh chị các bạn. Chào diễn đàn nha.
Hồi nãy đang nói cái có điện thoại, anh ra xin lỗi anh chị các bạn. Mình kể tụi cái tụi ba que bên này nó khốn nạn lắm. Anh chị các bạn biết cái này là lại mình kể cái chuyện sự thật á, cái ở bên Phoenix đó, chỗ tiểu bang là mình ở đó, là nó có cái nhà hàng của người Việt của mình. Cái nhà hàng này lâu đời lắm rồi. Người ta bán buôn gia đình, người ta có thân người thân, người ta đi qua Việt Nam, người ta đi về gia đình, người ta đi qua đi lại, người ta làm ăn, người ta mua đồ rồi. Các bạn biết hả, nó lại nó phá hả, làm ăn không được chứ nó. Rồi mấy người trong gia đình mới lại đằng cộng đồng xuống xuống cộng đồng nó phải xin lỗi nó mới tha cho người ta để người ta làm ăn. Nó khốn nạn lắm, cái này là lời mình kể là sự thật đó. Nó có Nó phải rất là bảo khốn nạn, thành ra phải lên án cái lũ khốn nạn này. Người ta làm ăn, người ta chỉ là người làm ăn thôi mà nó lại nó phá người ta vậy đó. Nó khốn nạn khủng khiếp lắm. Nó đi đấu tranh cái kiểu mất dạy của nó. Nhiều cái chuyện rất là đau lòng. Mấy cái lũ mà bao que bên này, nó anh chị em các bạn biết, nó rất là ô hợp và nó khốn nạn. Người người nào mà nó uy hiếp được là nó uy hiếp rồi. Đó. Nó khủng bố người ta hả, tới nhà tại bên này khi súng ống rồi nó chơi hàng nóng cũng nhiều. Khi người ta qua bên này rồi, nhiều người người ta cũng lo làm ăn, người ta không muốn đụng chạm tới nó. Bởi vì sống trong cái cộng đồng của tụi nó rất là khổ tâm. Anh chị em các bạn biết khổ tâm lắm. Nó không có để cho yên đâu, nó lại nó phá. Ý là mai là lợi mình ở một cái thị trấn xa ngoài này là không có sống trong cái cộng đồng của tụi nó, mà tụi nó còn quậy như vậy á, nó quậy nó dọ nó điều đủ kiểu đủ cách hết. Nó khốn nạn lắm mấy cái lũ này, nó mà yêu dân thương nước cái gì, còn là một cái đám ô hợp ăn no và đi phá hoại mà. Rồi bây giờ nó xúi người này người kia đi biểu tình biểu cái gì, đời sống của người dân người ta càng lúc ăn nên làm ra ở trong nước. Bà con kiều bào bên hải ngoại bây giờ người ta cũng lo làm ăn, nhiều khi ở trong cái cộng đồng tụi nó là phải nhịn tụi nó, còn không thì nó tới nó phá. Anh chị các bạn biết nó phá là khó sống nó lắm. Có người người ta chịu không nổi, người ta phải dọn tiểu bang khác, dọn thành phố khác người ta ở. Đấy. Bởi vì làm ăn ở bên này nhiều người qua ngôn ngữ văn hóa bất đồng, rồi vô trong cộng đồng sống đó, bị những cái tình trạng như vậy, người ta cũng khổ tâm. Nhưng mà bây giờ qua bên này rồi thì phải lo cày lo làm ăn thôi, thì phải nhịn nhục tụi nó thôi đó. Còn không thì mà nó phá Mà hơn nó khốn nữa cái nạn cộng lắm. đồng đấy nó nập ra đâu có phải của riêng chúng nó đâu, nói thẳng một câu là thế, của government nó cho phép để sinh hoạt, là cái tiền thuế đấy nó cũng có cái người dân của chúng ta ở cái xứ này đóng cho chúng nó để nuôi cái lũ băng đảng cộng đồng đấy, cái lũ khốn nạn đó. Cho nên các người phải hiểu, cái người sống ở hải ngoại phải hiểu, phải thông minh ra, hiểu chưa? Cho tiền tiền thuế của người dân cho chúng nó để làm gì? Để giúp cho những người gặp cái cảnh cô đơn hay là cái này cái kia, hay giúp đỡ cho những cái người đồng cảnh ngộ hay là những cái người khổ sở cô già cả, giúp cho người ta để cho người ta có một cái tinh thần, người ta sống trong cái hoàn cảnh nó như thế cho nó vui vẻ lên, động viên người ta rồi giúp đỡ những cái người không biết tiếng Anh tiếng em, hay là kêu những cái ông bà già lập những cái hội nhóm ra để dạy cho người ta. Cộng đồng Trung Quốc người ta làm như vậy đấy, nhưng mà chúng nó chỉ Đúng lo rồi. chính trị, nó chỉ lo đi chống cộng thôi, còn tiền thuế của chúng tôi đóng cho Đúng rồi. nó để làm những cái chuyện đấy tôi không có quyền nói à, đúng không? Cho nên nói cho những cái người đang sống ở Úc này, riêng ở Úc này hiểu là như thế, và những người ở hải ngoại nữa phải đứng lên đấu tranh cho chính mình. Đừng không ngu si mà nó mà nuôi cái lũ băng đảng cộng đồng ấy mấy chục năm nay rồi. Chúng nó làm cái gì ấy, xách cái cà tát đi ra đi vào đi vào đi ra, chúng nó mua mấy cái nhà rồi. Tụi nó lừa đảo đủ kiểu đủ cách, là nó lừa bà con cộng đồng ở ngoài này, tội nghiệp ta, tại nhiều người ta qua rồi xa cơ thất thế rồi, ngôn ngữ văn hóa bất đồng rồi phải sống trong đó rồi bắt đầu nó tìm đủ mọi cách, nó làm cho người ta bị lệ thuộc vào tụi nó, rồi nó Đúng rồi, người Việt đóng mình góp á, này đóng góp nọ. người Việt mình á có cái câu là một điều nhịn chín điều lành, nhưng mà nhịn nó phải nhịn đúng chỗ đúng nơi, nhịn khi mà mình yếu thế,
nhịn ở như thế nào. Ví dụ mình đi ra ngoài đường mình bị cái thằng nào bắt nạt, mình thấy nó to hơn mình nhịn, ok, mình không đánh được lại nó hay là mình không làm gì được nó thì mình nhịn đi để mình lừa cách gì để mình chơi lại nó, chứ không phải là nhịn cái kiểu để cho chúng nó cưỡi lên đầu cái lên cổ mình như thế, gọi là nhịn, không phải là như thế. Giống như để giống như cái câu đấy mà hại bao nhiêu cái đứa trẻ con, chẳng hạn như là đi ra ngoài đường bị người ta đánh đánh hội đồng này kia, cứ ngồi thế này xong rồi để cho nó đánh, mẹ đằng nào cũng chết rồi, đứng dậy đánh cho một tao chết hai là mày chết, làm sao mà cứ 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 nhịn cái kiểu đấy. Rồi khúm na khúm núm đi sàn nhìn thấy mấy cái người khúm na khúm núm xong rồi nhìn lộn rộn. Nói chung là như vậy. Tại vì người họ họ muốn an phận, họ không muốn đụng chạm vào những cái chuyện phiền phức, cũng ấy cũng tội nghiệp. Nói Thế chung nhưng mà là ở vì như vậy là bên Úc nó người ta nó hiền á, bên này nó dữ lắm đi trời, bên này nó dữ lắm, nó hung khi hăng, nó mà dữ lắm. người khác á, người ta nói lên cái tiếng nói giúp cho họ ấy, thì là họ lại về hùa vào cái lũ lũ băng đảng cộng đồng đó. Rồi họ cho là cái người này ấy, thế nào thế kia. Mấy cái nên xà bây giờ có cái thằng cái gì Nhật chưa à, cái gì cái thằng gì nó ngày xưa nó đe dọa Ly Sà là nó cho Ly Sà đi trục xuất về, rồi nó kêu cái băng đảng cộng đồng nó kiện á. Bây giờ Ly Sà vẫn còn cái nick của nó, thỉnh thoảng lên nó sàn lại nhảy vào nick nó chọc nó vài câu cho nó vui. Mà bao giờ mình Bên Úc vậy là nó kiện hiền á, tao à, bao giờ mình kiện bên tao Úc đi vậy thì là nó kiện hiền, đi, không hiền cũng không được, tại vì làm nó hiền sao lắm, cái thứ nó đỡ hơn bên này á, cái thứ nhất là bên này nó luật dữ bên lắm này không cho phép, á. luật không cho phép làm sao, không được kỳ thị, không được lôi cái cá nhân của người ta ra để bêu díu, kể cả là người ta ăn trợ cấp hay là không ăn trợ cấp cũng không được phép nói, hoặc là công ăn việc làm của người ta rồi bệnh tật rồi này kia các thứ, những cái đấy là hoàn toàn phạm vào luật pháp. Cái thứ hai nữa, cho dù không có luật pháp đi nữa, Ly Xà cũng có gia đình chứ, cũng có con cái chứ, mình cũng biết khống chế chúng nó chứ, mình đâu có phải là cái loại thân khô thế khô ở cái nơi này đâu mà phải sợ chúng nó. Chúng nó chẳng là cái gì cả, những cái người nào Bên sợ chúng nó thì Úc mình thấy thoát Ly ra được. Sa chống tụi nó mạnh Yeah. mà rất là can đảm, còn bên này Ly Sa thấy có nhiều người ở bên này họ họ giấu mặt lên là họ họ chống tụi nó, có nhiều người họ giấu mặt, họ đâu có cho thấy mặt đâu, họ sợ nó lại nó khủng bố. Tụi bên này nó độc ác lắm, nói Thật chung là nó ra cực nó không đoan dám khủng khiếp làm lắm. gì, nhưng mà ngày xưa thì sao, công nhận ngày xưa tại vì cái chính trị cái chính trị của bọn Mỹ nó bắt tay với lại bọn bọn Trung Quốc thì nó phải bảo vệ cái kinh tế của nó, cho nên nó dùng cái bọn khốn nạn này để chống lại cái Việt Nam, đúng không? Hàng hóa Việt Nam không vào được thì chỉ có Trung Quốc với Mỹ nó buôn bán với nhau rồi, đúng không? Thì nó cô lập Việt Nam, nó không cho hàng hóa Việt Nam vào, cho nên những ai mà muốn bang giao với Việt Nam, muốn làm ăn với Việt Nam là chúng nó bắt đầu chúng nó quậy đấy, nhưng mà chúng nó lại không dám quậy Trung Quốc. Trung Quốc có phải cái cộng sản được không, ở lũ ba que Nó mà quậy Trung Quốc cộng là sản lấy gì nó cái ăn. Mấy cái gì. đám mà bao quậy mất dạy khốn nạn này mà. Bởi vì Ly Sa biết là mình sống ở Mỹ mấy chục năm chứ không bao giờ chơi tụi nó. Bố thấy tụi nó là thấy ghét, là thấy Bà này là cộng sản nói anh lợi mình à, làm sao Quang Thanh Ngô nói cái gì nói nói thẳng ra xem nào, quyết định bộ đầu à, cái gì cái nước gì ông Kim Jong Un à, mấy này tổng thống Mỹ Bắc Hàn, North Thế bây giờ cái hỏi cái bọn ba que, tại sao tổng thống bao nhiêu đời rồi đi sang bắt tay mấy cộng sản Việt Nam, tại sao chúng nó không không biểu tình? Hả? dám à, đụng Hả? tới Mỹ nó đập chết vậy Hả? hả? Ngày xưa chúng nó Không nhà dạy chợ mà. nó hứa nó giúp cho nó là đồng minh, gọi là đồng minh của miền Nam đi.
Hả? Xong bây giờ nó bỏ rơi cái nũ ba que Ừ. đó, xong bây giờ nó lại về nó Nói. bắt tay với cộng sản. Tại sao cái nũ chó chết chúng mày không dám ra để chúng mày biểu tình, chỉ đi bắt nạt mấy cái người Dám à. chỉ đi quậy phá những cái cơ sở làm ăn của người ta, như là những cái người bầu sâu thuê Đàm Vĩnh Hưng hay thuê những cái người ở Việt Nam sang đây hát, thì chúng nó đâm đầu cắm cổ ra, chúng nó phá đám người ta, là hại chính những cái người người ta làm ăn, người ta đóng thuế để nuôi chúng nó. Cái đám ba que nó rất là khốn nạn, nói tới tụi nó là thấy ghét. Nói tới tụi nó là thấy thấy ghét, Yeah, thấy mỗi lần nói là mình nói không ưa. cái gì chứ chửi ba que mình có bài bản lắm. Tại vì mình có phải là cái gì đâu, nhưng mà nhìn cái kiểu của chúng nó chống cộng rồi làm chính trị ấy, mình chỉ là một cái người đàn bà rất là bình thường, đúng không? Bình thường ở nhà làm ô xin để trông con trông cái, nấu cơm nấu nước thôi, nhưng mà mình thấy cái cách của chúng nó làm ăn như thế, mình nhìn chúng nó mình cũng lộn ruột rồi. Đó. Thấy ghét Đó. lắm, thấy tụi nó tự Ghét nhiên là thấy khó ưa, vô nó trong cái cùng tầm là ghét bậy tầm luôn. bạ mà Bởi vì mình nó. Lisa là cái người sang chiến tranh thì Lisa bé tẹo 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 đâu có biết gì đâu. Đến khi sang bên này mới thấy chúng nó như thế, bắt đầu mới tìm hiểu, mới ghét chúng nó. Chứ đâu có thù hận gì chúng nó, đâu biết chúng nó là ai đâu. Không. Nhưng mà những cái mà chúng nó làm ra, chúng nó chẳng có làm được gì cho cái dân Việt Nam, mà ngược lại cái hậu quả là người dân Việt Nam lại ghét chúng nó, đúng không? Toàn là cái đến phá hoại không, tới Đó. tụi bao quay là nói chung là Nào, nó chấm riết rồi chúng nó về Việt Nam, làm trò hề. các bạn nhìn thấy không, nó cho một lũ trẻ con ở ở miền núi ấy, xếp hàng vào, xong nó phát cho mỗi đứa một cái bát mì, xong nó chụp hình nó đưa lên để nó làm chính trị như vậy đó. Xong nó đưa Khốn nạn hay sao? mẹ cho trẻ con, thì trẻ con cái thời Việt Nam Cộng Hòa bọn Mỹ nó cầm cái kẹo nó phát cho, chạy chạy hàng bao nhiêu mét nó mới vất cho một cái kẹo ăn đấy. Cái thời đấy sao chúng nó không nói đi, bây giờ chúng nó cho trẻ Kẹo con xếp xin găm hàng vào, xong nó phát cho mỗi đứa một tí mì nó ăn, xong nó chụp hai ảnh nó đưa lên để nó lấy tiền tiền quyên góp. Bố còn bọn khốn nạn. nữa. Cái đám phải nói là nó khốn nạn mà nó mất dạy. Không chừa một Nó cái thủ đoạn thủ nào đoạn luôn. nào. Tụi nó không chừa một thủ đoạn nào. Công nhận cái chuyện gì nó cũng có thể làm được. Cái đám bao que chống cộng cực ngu bên này nó nói đến tụi nó là thấy bực cả mình. Là thôi thì có ai chia sẻ với Lisa thì mời lên nha, lại mình lên ủng hộ Lisa vậy thôi. Bên này Ok, cũng cảm tối ơn các rồi. đồng chí Nội À, Minh. cảm ơn Lisa. Yeah. Cảm ơn đồng chí Lisa. Bye Nói bye bye. chung là mình thì mình nói về cái bọn này là mình phải nói để cho họ hiểu. Mấy những cái người mà cứ sống trong cái sợ hãi chúng nó đấy thì hãy tỉnh táo lên. Ở bên này sống có chính quyền, mình đang sống ở đây là sống ở cái đất nước của cái nước Mỹ, nước Úc này, chứ không phải sống ở trong cái đất nước cộng đồng đó. Cái đất nước này không phải, mình không phải lấy quốc tịch của cái cộng đồng quốc gia, à này em nói cái Việt quốc gia Nam Cali, thế là tổ quốc Việt Nam ở Cali. Thế chúng mày có tổ quốc Việt Nam ở Cali ở Úc rồi thì chúng mày ngậm cha lên mồm vào xây dựng cái tổ quốc của chúng mày đi, tại sao chúng mày cứ hống về Việt Nam, chúng mày quậy phá người ta như vậy, xong rồi chúng mày lừa đảo những cái người dân ở bên này để quyên góp tiền cho chúng mày hốc. Đi ra đi vào, chúng nó đi ra đi vào cầm mấy tờ giấy xòe ra, mọi người quyên góp đóng góp cho những cái người ở Việt Nam nghèo khổ lũ lụt, quyên góp thế nào rút trong túi ra mấy chục đưa cho cái thằng khốn nạn, thế nào nó đút và đít nó đi ra, nó gửi cho ai, trong khi mình á gửi việc tiền về cho gia đình mình, gửi tiền cho bố mẹ mình, nó bảo đừng gửi. Gửi như thế là giúp cho cộng sản, cái mà mẹ chúng nó, thế có phải chúng nó lừa đảo không?
mà những cái người sống ở đây vẫn còn không không mở cái đầu ra. Xin chào đồng chí. Chào các bạn nhé. Chửi bọn này chửi không bao giờ hết được. Biết rằng là nói chúng nó cũng như nước đổ đầu vịt thôi. Thế nhưng mà mình cũng cần phải nên nói. Cái thứ nhất là cho chính bản thân mình. Tại vì chúng nó tưởng rằng chúng nó bắt nạt được mình. Nhưng mà mình nói để cho chúng nó, những cái thằng nào chưa hiểu ấy thì mở cái đầu ra. Bây giờ cái thằng mà đưa địa chỉ của mình lên mạng rồi này kia các thứ, nên sao vẫn giữ cái nick của nó, thỉnh thoảng lại nhảy vào cái nick của nó, trêu nó. À, bao giờ mày kiện tao? À, tao ở đây trên này mấy năm rồi, bao giờ mày kiện tao, tới kiện tao đi. Chúng nó để chỉ được cái đe dọa người ta như thế thôi, đe dọa những cái người ta không hiểu, người ta mải làm ăn, người ta không có hiểu nhiều về cái luật lệ ở cái đất nước này, người ta không tìm hiểu, người ta chỉ nghe người này nghe người kia, ví dụ sinh hoạt cộng đồng á thì nó nghe người này nghe người kia, xong rồi cứ ai nói khác chúng nó là chúng nó cho là Việt cộng, là cộng sản, mà Việt cộng là gì chúng nó cũng không hiểu, quốc gia là gì chúng nó cũng không hiểu. Thế mà suốt ngày á cứ ra vẻ ta đây chính trị hay lắm, quốc gia là gì, Việt cộng là ai, mình từng đây tuổi đầu làm sao mà mình làm được Việt cộng, mình đâu đã bao giờ vào trong miền Nam đâu mà mình làm Việt cộng, ngu như là chó. Nói đến cái bọn này là bắt đầu muốn chửi chúng nó rồi các bạn ạ. Cái thú của mình là chửi cái bọn này, nói để những người trong nước thấu hiểu cái gì, thiếu hiểu biết không mắc sai lầm. Đúng rồi, suốt ngày khoe ô ngày xưa Việt Việt Nam Cộng Hòa sướng lắm, rồi toàn đi xe thôi, còn ngoài Bắc thì đi xe đạp, mà đi giải phóng người đi xe xe máy, mà cha chúng mày, chúng tao xin lỗi các bạn nhé, mình là dân miền Bắc đây, cái thời đó mình đã phải đi chạy loạn để đi sơ tán, để đi chạy bom chạy đạn. Vậy không lẽ chúng tao cứ ngồi ngoài đấy để chờ chúng mày mang bom lên chúng mày dội vào đầu chúng tao à? Hả? Rồi chúng nó nói là người miền Bắc nhồi sọ người miền cộng sản nhồi sọ dân miền Bắc là cái gì? Người miền Nam khổ lắm cho nên phải vào giải phóng. Hả? Chúng mày mà không bỏ bom xuống Việt Nam á thì cái sự uất hận của người dân miền Bắc không đến mức độ như vậy đâu. Thấy không? Chúng mày cũng có cả điệp viên rồi á, gián điệp nhảy vào miền Bắc để muốn muốn Bắc tiến á, biết không? Không lẽ chúng tao ngồi đây chờ chúng mày à? Bố mẹ ông bà chúng tao cũng phải nghĩ đến cho con cho cháu chứ, không lẽ cứ ngồi ấy chờ chúng mày ra ra chúng mày dội bom à? Chính cái bọn ở trong Nam đấy chúng nó mới không hiểu gì, cho đến giờ phút này chúng nó vẫn không tin là có nhiều người người ta vẫn không biết là Mỹ nó bỏ bom ở Việt Nam nhá. Cho đến giờ này có nhiều người bạn của Lisa còn nói ủa nếu mà có thì người ta phải nói chứ, đó một sự ngây ngô như đến mức độ như vậy. Cho nên là khi mà mình thật sự là về 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 lịch sử của Việt Nam, mình không sang đây, mình không nghe chúng nó chống cộng, mình cũng không hiểu biết gì về về lịch sử Việt Nam, mình cũng không ngờ rằng những cái người ngày xưa ấy, đi kháng chiến nó cực khổ đến như vậy mà người ta thắng được như vậy. Mình lại càng thấy rằng cái tôn trọng cái sự tự do của ngày hôm nay ở Việt Nam. Thấy không? Toàn bọn vô công rồi nghề mà chị. Ừ. Nó không phải vô công rồi nghề mà nó bị tuyên truyền của cái bọn ở bên này. Nó sống nó luôn luôn sợ hãi rồi ở miền nạ Việt Nam ấy, khi mà chúng nó sống trong cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chúng nó cũng có cái sự sợ hãi rồi, đúng không? Cứ ai nói là Việt cộng một cái sợ vãi đái, vãi linh hồn nó ra. Ok. Chửi tới đây thôi. Lý sao phải đi đón con đây. Để hẹn hẹn gặp bữa khác, hôm nào có cái đề tài gì hay hay lại lên chửi tiếp. Ok, chào tất cả các bạn nhé. Cái gì?
Internet ở Việt Nam phát triển thuộc lớp đầu của thế giới đó. Anh nói mình ở Việt Nam bây giờ có, ở bên hải ngoại này có cái gì ở Việt Nam cũng có cái đấy. Bởi tại sao các bạn nghe được Lisa nói? Các bạn cũng phải hiện đại như ở bên này thì các bạn mới nghe được Lisa nói chuyện chứ, đúng không? Ở bên này có phone, ở Việt Nam cũng có phone, bên này có cái gì ở Việt Nam có cái đấy. Thì có phải là sự phát triển quá hay không? Còn đòi hỏi cái gì nữa? Đó. Muốn tự do như thế nào nữa? Tự do như bên này á, đi ra cãi thử police cho bố láo nó đập cho tòe mỏ ra. Cái gì người ta nói con gái Hải Phòng rất đẹp nhưng mà gắt lắm, đúng. Gái Hải Phòng á, ăn nói á, rất là giống như là thẳng, có cái gì nói luôn, không có ẻo lả, không có giấu giếm, không có ôi trời ơi em dịu dàng, em hiền hậu, em này kia cái thứ không có đâu. Lê xã biết ông xã cái chân của Lê xã còn cao hơn cái đầu, ngồi không có nể nang gì bố con đằng nào ấy, thích thì vào. Mình á, làm đàn bà mình đừng che cái xấu của mình đi để mình cái gì giống như là phải khoe cái xấu của mình ra, đừng che cái xấu của mình đi. Khi mà mình muốn lấy một người chồng tốt là mình phải như thế, tại vì khi người ta gặp mình, người ta thấy cái xấu của mình rồi, từ từ người ta mới khám phá được ra cái đẹp của mình, thì mỗi một ngày nó mới có một cái hạnh phúc hơn. Chứ mình cứ cứ giấu hết những cái xấu của mình đi, xong mới núp nấy nhau vào rồi bắt đầu cái xấu của mình nó mới lòi ra, thì mỗi ngày nó lại thấy một cái xấu của mình thì hạnh phúc nó sẽ dễ dàng, nó càng dễ đổ vỡ, đúng không? Mà nên xả khuyên các bạn gái là hãy lên tự tự trọng, không chồng thằng chồng nào mà đi mấy gái ấy, cho nó đi luôn, đừng có bao giờ giữ chân những cái người lại thì các bạn sẽ khổ cả đời. Ok vậy nhá, lúc khác nói chuyện tiếp, bây giờ đi đón con. Ok, chúc một ngày vui vẻ, bye bye.